Mới đây, các chủ thuê bao trả trước lần lượt nhận tin nhắn từ nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone về việc áp dụng chương trình khuyến mại 50% trong ngày 31 tháng 8. Theo tin nhắn, thì các nhà mạng không giới hạn số thẻ nạp, không phân biệt hình thức nạp nhưng lại giới hạn thời gian sử dụng giá trị khuyến mại đến hết ngày 15 tháng 9. Đây là lần khuyến mại 50% đầu tiên đối với thuê bao trả trước kể từ ngày 1 tháng 3, thời điểm các nhà mạng bị giới nghiêm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo lý giải của các nhà mạng, tại Nghị định số 81 năm 2018 của Chính phủ ban hành hồi tháng 5 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7, quy định trần khuyến mại ở mức 50%. Trong đó có mở ra ngoại lệ cho phép doanh nghiệp được khuyến mại lên đến 100% khi theo chương trình của cơ quan nhà nước chủ trì hoặc là trong các ngày nghỉ lễ và 30 ngày trước Tết âm lịch. Với chương trình khuyến mại nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì các nhà mạng cho rằng là đã đủ điều kiện để áp dụng khuyến mại 50%.